Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với bài số 13. Hôm nay tôi sẽ dẫn các bạn sang phần tạo bảng bài viết. Ở giờ trước chúng ta đã đến đây, chúng ta đã tạo được cái bảng loại tin, chức năng, các cái chức năng xử lý loại tin, thêm sửa xóa loại tin. Ví dụ như chúng ta bây giờ trên, ở đây là phần trang quản trị, còn đây là phần trang người dùng. Thì trên thanh menu chúng ta có, ngoài menu trang chủ ra, chúng ta còn có các cái tin. Sở dĩ chúng ta bấm vào đây nó chưa chuyển, nó mới chuyển cái số ID ở trên này thôi, đúng không nhỉ? Tức là mới chuyển cái số ID ở trên này. Và các cái link ở đây là vẫn chưa phải là link đẹp, đúng không nhỉ? Do chúng ta chưa hiển thị đến cái đường link, cái trang chúng ta cần đến rồi nhé. Và chức năng sửa, cũng như chúng ta thêm loại tin, ví dụ như về thể thao chẳng hạn, ta thêm một loại tin. Ở đây có một cái mục đó là tên không dấu. Thì giờ trước tôi đã giới thiệu, hướng dẫn các bạn vì sao chúng ta lại phần thêm cái phần tên không dấu này, phải nhỉ? Đấy, ta thêm ở đây cái phần trên này, ta lại ghi là thể thao đấy, là tên không dấu. Nó bị đảo lộn mất rồi nhỉ. Rồi, ok. Thì hôm nay ta sẽ đi vào toàn bộ các cái phần thêm này chúng ta vừa mới thêm ở đây. Và nó hiển thị ở bên ngoài này. Ta refresh thì nó thêm cái phần thể thao ở đây. Và chúng ta thêm ở phần trang quản trị thì cái dữ liệu đó nó sẽ được đưa vào trong cơ sở dữ liệu chúng ta. Để vào cơ sở dữ liệu thì ta sẽ gõ localhost thôi nhé. PHP MyAdmin. Ở trong đây có rất nhiều các cái cơ sở dữ liệu data, phải nhỉ? Thì giờ trước các bạn đặt tên là cơ sở là gì thì ở đây tôi đặt là DB hướng dẫn, phải nhỉ? Thì cái phần cơ sở dữ liệu chúng ta mới có cái bảng cơ sở dữ liệu chúng ta mới có một cái bảng loại tin, đó là cái bảng loại tin, trong đó có các mục ID loại tin, tên loại tin, tên loại tin không dấu này, thứ tự trạng thái. Và cái phần này là cái phần tên không dấu, là cái này do giờ trước tôi hướng dẫn các bạn demo thôi, phải nhỉ? Người ta bỏ phần này đi. Là trước thì chưa xóa đi. Thực ra đấy thì là sang cái bảng, các cái bảng khác tiếp theo cách làm cũng tương tự. Nếu các bạn thông minh thì các bạn có thể từ đây các bạn có thể tự làm được một trang web cho mình hoàn chỉnh. Bởi vì các cái bảng tiếp theo nó cũng giống tương tự như thế, không khác tí nào cả. Chỉ cần ở đây tôi đã làm mẫu cho các bạn một cái bảng loại tin thôi. Mẫu các bạn bảng loại tin thì các cái bảng tiếp theo nó cũng giống y như thế. Chúng ta rồi bây giờ chúng ta sẽ thêm một cái bảng nữa, thì ta ấn chọn lại cái cơ sở dữ liệu và ta sẽ thêm một cái bảng nữa vào đây. Bảng này có tên là bài viết quản lý các cái dữ liệu. Ở đây số cột này thì cái bảng bài viết này rất là nhiều cột thôi nhỉ. Thì tạm chừng ta cứ áng chừng khoảng 10-12 cột đi. Tùy theo cái trang web của các bạn định đặt những cái tính năng gì ở đây.
Tạm thời tôi cứ cho 12 cột đi. Sau này thừa thiếu ta lại thêm vào, tức là thừa thiếu ta lại thêm bớt theo cách mà ở bài số 12 tôi đã dẫn các bạn cách thêm, cách xóa đi. Ở phần thứ nhất, cái phần đầu tiên thì là cái phần quan trọng nhất trong mỗi một cái bảng là cái ID. Dù là bảng loại tin hay bảng nào thì cái phần đầu tiên bao giờ cũng phải là cái ID bài viết, hoặc cái ID loại tin. Ta ghi là ID bài viết. ID bài viết là cái gọi là kiểu ID thì bao giờ nó cũng kiểu dữ liệu, bao giờ cũng kiểu in. Thì cái kiểu in này thì bao giờ ta cũng phải chọn cho nó một cái tự động, ta đánh dấu tích vào cái ô này. Ta chọn kiểu khóa chính. Đây là kiểu khóa chính. Rồi ok, phải đảm bảo rằng cái ô này bao giờ nó cũng phải tự động. Các bạn phải đánh dấu tích vào đây và kiểu khóa chính. Ở phần thứ hai ta ghi là tên bài viết. Tên bài viết này thì dĩ nhiên là nó là chữ rồi nha. Thì ta cho nó kiểu va cha đi. Cái tên của nó thì thông thường nó cũng ngắn thôi phải nhỉ. Ta cho khoảng 100 ký tự đi. 100 hoặc 200 đi, cho thẳng 200 thừa hơn thiếu đúng không? À, phần tiếp theo là cũng là tên bài viết nhưng mà tên không dấu phải nhỉ. Cái phần giải thích này, tên không dấu này giờ trước tôi cũng đã hướng dẫn rồi. Tên không dấu để ta sau này ta làm cái link kiểu này, nó cũng là kiểu va cha, ngoài 200 ký tự đi. Để sau này chúng ta làm cái link bài viết giống như ở đây. Để sau này ví dụ như ta chọn cái bài này chẳng hạn. Đây là cái bài demo, là bài năng đăng ảnh, thì đây là tên thật. Còn có một cái tên không dấu nữa ở đây. Ở trên đây chúng ta sẽ có một cái gì, tên không dấu nó hiện ở trên này. Đây này, gọi là tạo một cái link ảo, link đẹp đấy nhỉ. Là có cái tên bài đăng ảnh ở đây, hoặc là đấy, vì đấy là từ đấy ví dụ đấy, hoặc là cái bài đây chẳng hạn. Thì đây, tên của tên thật của nó là cái tên này. Còn tên trên cái link ảo này thì nó là không dấu. Đấy là cái tôi giới thiệu qua cái phần đấy. Phần tiếp theo là ảnh minh họa chẳng hạn. Hoặc là các bạn có thể cho ảnh minh họa ở đây hoặc không cần cũng được. Đấy, tùy theo khả năng các bạn thích thêm vào thì thêm. Phần tiếp theo là ví dụ như là tóm tắt, phần tóm tắt hay là phần trạng thái hay là số lượt xem vân vân. Đây, cái này ta tạm thời ta ghi là tóm tắt đi. Tóm tắt này, cái nội dung của có những người, có những bạn, có những người ta tóm tắt là dài thôi nhỉ. Thì ta tạm thời để kiểu text đi. Kiểu text cũng được. Tóm lại va chạm cũng được, text cũng được. Hoặc là nếu mà dài thì ta để kiểu long text. Long text là dài nhất. À, phần bên này là dài nhất, ta không cần phải thêm cái gì nữa. Bên này. Tiếp theo là phần nội dung. Nội dung thì dĩ nhiên ta cũng phải để kiểu long text rồi. Của bài viết dài, long text là kiểu dài nhất thôi nhỉ. Phần này ta ghi là ID, ID loại tin.
ID loại tin. Tại sao ở đây ta lại ghi là ID loại tin? Bởi vì sau này chúng ta ví dụ cái bài viết này ta định đăng vào cái loại tin nào. Ví dụ như ở đây cũng là một bài viết, nhưng mà bài viết thì ta đăng vào phần máy tính ảo chẳng hạn. Hoặc ta lại đăng vào WinPE. Hoặc là bài viết đó ta đăng vào phần lập trình. Tức là do mình đấy, là nên là ta phải có cái phần ID loại tin ở đây, tức là cái bài viết này ta định đăng vào cái loại tin nào, chứ không phải ta là kiểu này thì đây nó chỉ là số thôi, thì ta để loại in. Phần tiếp theo là ta ghi là trạng thái hay là thứ tự được. Trạng thái đi. Trạng thái hoạt động hay không hoạt động đó. Hay số lượt xem. Số lượt xem, tức là cái số lượt xem cái bài 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 viết này là bao nhiêu. Ví dụ như là cái phần này, chúng ta mở cái bài này lên chẳng hạn. Thì bài này ở đây cái phần này tôi mới đưa vào đấy, chữ đây. Ví dụ bài này. Bài này mới có 52 lượt xem. Rồi ngày đăng là ngày này, lúc này. Số lượt xem. Số lượt xem nó cũng là số, thì vì vậy ta để ID, kiểu dữ liệu ID, ngày đăng. Ngày đăng cái bài viết này. Kiểu ngày đăng, kiểu ngày tháng thì ta phải chọn kiểu kiểu khác, kiểu date time. Đấy. Tiếp theo nữa là trạng thái. Trạng thái này thì ta cũng để kiểu in, bởi vì nó là trạng thái. Ví dụ như ta ghi một là hiển thị, không là không hiển thị chẳng hạn. Kiểu tiếp theo là link, cái phần link video này nó link video là cái gì? Tức là cái video mà ta chèn vào nó, cái link của nó ta lấy từ YouTube, link ta chèn vào trong bài viết của mình. Kiểu này nó cũng là kiểu link, nó là chữ phải nhỉ, chữ số. Vậy ta cũng cho là kiểu vacha đi, link này cho hẳn 200 ký tự đi. Số lượt xem, trạng thái rồi, phần gì nữa nhỉ, ngày đăng, còn nhiều nữa, ví dụ như là tác giả hay là thứ tự chẳng hạn. Hay là bình luận, cái mục bình luận, nhận xét chẳng hạn, tùy theo. Hay là comment. Thế là những cái này comment nó kiểu, nó thuộc về kiểu nội dung của người đọc, người ta gửi comment cho mình. Hoặc là ta có thể được mục riêng, thì ta sẽ chọn nó vào đây là long text đi. Comment này có thể là người ta gửi dài. Hoặc là cái này là thứ tự đi. Thứ tự thì là kiểu in nào. Rồi ok. Thì những cái phần nào ở bên cái phần này, những cái chỗ nào nó
Thì tao có thể chọn ở bên này chọn Unicode. Này, ta chọn Unicode. Cái phần bên này tôi cũng chưa hiểu lắm, nhưng mà hình như những cái chỗ nào là chữ thì ta cứ cho kiểu kiểu Unicode vào để hỗ trợ tiếng Việt đúng không nhỉ. Ví dụ như những cái phần nội dung này, những cái nào là số thì thôi, nhưng hoặc là ta chọn một cái chung ở chỗ này là Unicode. Thì trong tôi thấy có người thì dùng Unicode UTF-8 General này. Có người thì chọn Unicode C phải nhỉ. Đấy, tóm lại ta cứ rồi xong rồi thì ta sẽ ấn save lại. Ấn new. Rồi ok. Tức là ta đã được một cái bảng gồm rất nhiều các chức năng. Dụ sau này chúng ta không thích cái nào ta xóa đi. Ví dụ như ta xóa cái thứ tự đi hay cái gì đó ta tích chọn vào đây, là ta xóa ở đây đi xong. Tự xóa cái thứ tự đi chẳng hạn. Đấy, ok. Đấy. Hoặc là sau này chúng ta lại thêm vào. Bây giờ ta xong cái cơ sở dữ liệu. Bây giờ chúng ta sẽ viết cái form như đây, như các bạn thấy. Cái form bài viết, quản lý bài viết để chúng ta thêm bài viết vào đây. Tiêu đề để tên không dấu, để ảnh demo này. Vân vân. Rồi đây chính là ID loại tin này, chúng ta đăng vào cái loại tin nào. Ví dụ như tôi đang làm mẫu một cái bài này, ví dụ như đây là tôi ví dụ như bài minh họa chẳng hạn. Tạm thời tôi viết không dấu đi. Bài minh họa. Ở đây là không dấu là cũng ghi là bài minh họa. Ta thêm cái ảnh vào đây. Thì ta đăng vào loại tin nào, ví dụ đăng vào phần bút chẳng hạn, bài loại tin viết về bút vân vân, nội dung ở đây ta cứ gõ đại vào đây. Tóm tắt nội dung ta ghi lại đây. Ta chèn đại một cái ảnh vào đây xem. Cái ảnh này có thể là ta lấy từ trong cơ sở dữ liệu của mình, hoặc là ta up từ dưới lên. Ta up từ dưới này lên cũng được. Ở đây, tôi up từ dưới này lên. Cái ảnh này nó bị lỗi. Tôi chọn cái ảnh khác. Cái ảnh này nó có nhiều các cái ký tự này nên là nó bị lỗi tí. Thì ta phải đổi lại cái ký tự của này đi. Hay là nó như nào đó nó bị lỗi.
À, nó bị mất đuôi. Chấm JPEG JPG. Đấy, lúc nãy là nó bị lỗi nên nó không vào trong đây được. Cái ảnh này nó kích thước to quá. Đó. Nó đặt ở đây là 800 này chứ. Rồi ok. Hay là 650 thôi. Rồi ok. À, cái phần link video thì ta có cái link video ta sẽ ấn vào chọn vào đây. Ở YouTube ta sẽ đưa vào đấy. Rồi ta sẽ đăng bài viết. Đây là đài bài chúng ta vừa đăng. Ta ra trang chủ, ta refresh lại xem. À, cái phần ảnh minh họa tiêu đề này chưa có. Là do lúc nãy tôi nó bị lỗi, là do cái lỗi tôi vừa lại sửa lại tên. Nên là nó đã vào trong bên trong đây rồi, bây giờ ta sẽ sửa lại thì nó chưa có cái ảnh minh họa, ta sửa lại. Là do cái ảnh minh họa này nó cái ký tự của nó ở đây, tôi chọn cái ảnh khác. À, ta refresh lại đấy, cái đây là cái ảnh minh họa nó lên trên đây đấy, tức là cái bài viết này chúng ta vừa đăng có 2 lần xem và ngày đăng của nhỉ. Đây là ví dụ đấy thôi. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần ở trong đây chúng ta sẽ tạo một cái vào trong cái model này, cái mô ta sẽ tạo một cái thư mục. Ta nháy phải chuột vào cái module này, ta chọn tạo cái folder. Folder này nó có tên là bài viết. Rồi. Trong bài viết này ta sẽ tạo một cái tập tin có tên là bài viết, à, thêm bài viết. Chấm PHP. Rồi ok. Tiếp tục ta tạo một cái nữa là có tên là sửa bài viết. Chấm PHP. Ta tạo một cái nữa có tên là tập tin có tên là liệt kê bài viết. Liệt kê thôi. Liệt kê bài viết chấm php. Tiếp nữa là xử lý bài viết. À, ta có 4 tập tin php. Rồi. Giờ ta sẽ vào phần thêm bài viết. Ta sẽ xóa hết đi. Thì ta dự kiến là cái bài viết của chúng ta nó có gồm có bao nhiêu cái form nhập, bao nhiêu cái hàng cột. Thì ở đây ta sẽ căn cứ vào cái bảng này, chúng ta có bao nhiêu cái bảng. Một là cái bảng tên bài viết là một cái hộp, một cái ô này, không dấu là 2 này, tóm tắt là 3, nội dung là 4 này. Nên như xem là 5 này. Rồi loại tin này, 6 này. Đấy, ta cứ cho khoảng 6. 6 ô đúng nhỉ? Thứ nhất là tên bài viết là ta phải có một cái hộp để chúng ta nhập này, đúng nhỉ? Ở đây này. Ta sẽ dựa vào cái bảng đây. Đây là 1 này. 2 này. 3 này. Đúng không? 1 này, 2 này, 3 này, 4 này.
5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9 này. Ta sẽ có 9 cái hộp để ta nhập cái dữ liệu của mình vào, đúng không? Thì ở trên đây ta sẽ vào cái phần insert, vào cái đây đâu, vào cái insert ở đây, vào cái table này, ta sẽ nhập cái này, ta sẽ cho 9 cái vào đây. Cái cột thế này là 2 cột, 3 cột thôi nhỉ. Cái này ta cho khoảng 500 pixel đi, tức là cái độ. Rồi ta ok, ta sang cái phần design này xem. Đây, một cái hàng này ta bị nhầm mất rồi, đúng chưa nhỉ? Nhầm. Ta sẽ vào lại. Cái này ta cho là 9 này. Cái này ta cho là 3 này. Rồi ok. Đấy. Bây giờ ta mới chỉnh sửa. Đây là cái phần design. Ta sang cái phần code này. Ta sang cái phần code này ta sửa. Rồi. Vậy là ở đây chúng ta sẽ sửa lại cách sửa giống y như là cái bài giờ trước mà tôi hướng dẫn các bạn. Mỗi một cái thẻ TR này. Đây các bạn tách ra nó cứ mỗi một cái nào, nó là một cái là một cái hàng hàng ngang này, đúng không nhỉ? Mỗi một cái thẻ TR nó là một cái hàng, là một cái hàng ngang. Thì các bạn thấy ở đây là nó có bao nhiêu cái thẻ. Bây giờ chúng ta sẽ sửa đi và đặt tên cho từng cái một. Ví dụ như cái đầu tiên. Thì ta cho nó ở đây là danh mục, mục thêm bài viết chẳng hạn. Mục tạm thời tôi gõ mục thêm bài viết, thì ta xóa cái phần này đi. Alo em à? Ừ. Chữ nó không nên dấu á, em bật Unikey chưa? Kiểm tra lại cái đấy, tương tự như thế thì để cho nó nhanh tôi sẽ copy cái phần tôi đã gõ sẵn rồi, đúng không nhỉ?